Tính năng Secret Rat của Facebook đáng sợ hơn nhiều những gì bạn tưởng. Trong sự kiện, Facebook xác nhận rằng mạng xã hội này sẽ được thiết kế lại đáng kể. Messenger sẽ có ứng dụng desktop mới với vài tính năng tiện dụng hay Instagram sẽ được cập nhật tính năng ẩn like. Facebook Dating, một dịch vụ hiện chỉ được áp dụng cho một vài thị trường, cũng được cập nhật thêm một tính năng mới có tên là Secret Rat, cho phép bạn có thể mét, ghép đôi, với những người bạn trong danh sách bạn bè trên Facebook của mình đối với những ai đang ế thì có vẻ như Secret Rat khá là đáng yêu đấy. Thế nhưng, sâu xa bên trong, nó lại là một thứ đáng sợ hơn nhiều khi nghĩ đến đây là sản phẩm của ai. Mark Zuckerberg và công ty của anh đang hướng đến việc bảo mật sự riêng tư cho người dùng. Nhưng với hàng loạt những vụ bê bối xâm phạm quyền riêng tư cũng như các vấn đề về bảo mật trong vài năm qua, thật ngu ngốc khi chúng ta lại đặt niềm tin vào Facebook một lần nữa, mà lần này lại là những thông tin cực kỳ nhạy cảm về bản thân. Cách hoạt động của Secret Grad lại cực kỳ đơn giản. Bạn có thể lựa chọn tối đa 9 người bạn Facebook của mình mà bạn cảm thấy thích. Sau đó, mọi việc còn lại sẽ do Facebook lo. Cụ thể, nếu đối phương cũng dùng Secret Grad và thêm bạn vào danh sách của riêng họ, Facebook sẽ thông báo cho cả hai rằng hai người đã được match với nhau, tương tự như Tinder. Dù Facebook tuyên bố rằng sẽ không ai biết rằng những cái tên nào mà bạn nhập vào danh sách của mình, thế nhưng, đừng quên rằng Facebook và bạn là hai người duy nhất biết và việc chia sẻ thông tin này của bạn với Facebook có thể có những rủi ro nhất định. Facebook cho BGR biết rằng các dữ liệu trên dating hay secret chat sẽ không được sử dụng để tạo nội dung hay đưa quảng cáo đến người dùng. Tuy nhiên, đây là Facebook và liệu họ có đáng tin sau hàng loạt những vụ bê bối quyền riêng tư vài năm gần đây? Đại diện của Facebook cho biết mọi hoạt động diễn ra trong Facebook dating vẫn sẽ ở trong phục dating và không được chia sẻ ra ngoài. Thế nhưng, liệu rằng nó chỉ tồn tại duy nhất bên trong tính năng này? Secret Chat không phải là một điều mới lạ, tính năng này hoạt động tương tự như ứng dụng hẹn hò Tinder, nhưng Facebook lại có lợi thế hơn khi họ tích hợp nó vào bên trong ứng dụng của riêng mình và thay vì hẹn hò với người lạ, giờ đây, bạn lại có thể làm điều đó với những người bạn trên Facebook của mình.